Xin chào tất cả các bạn. Thì trên những dòng Xiaomi Redmi nói chung đó sẽ bao gồm hai cái phiên bản chủ đề. Một là phiên bản chủ đề của những dòng thiết bị ROM nội địa ROM China đó, thì chúng ta sẽ có phiên bản chủ đề như thế này. Và hai là trên những cái dòng thiết bị ROM Global thì bên trong nó sẽ có tiếng Việt. Thì đối với những cái dòng thiết bị mà ROM China, chúng ta hoàn toàn có thể cài cái APK của cái phiên bản chủ đề Global để chúng ta sử dụng những cái chủ đề Global này. Nhưng mà trên những cái dòng máy mà chủ đề Global, chúng ta sẽ không thể cập nhật cái APK của ROM China để chúng ta tìm những cái theme của ROM China như thế này. Thì thông thường đó, đối với những cái theme á, thường là nó sẽ ra cái phiên bản của nội địa trước nha, và nó mới tới những cái phiên bản của quốc tế. Các bạn có thể thấy ở đây nè, mình sẽ có trong đây mình có cái theme là như thế này. Và đây là cái sau này nó sẽ ra cái phiên bản là HyperUI V3 để chúng ta có thể lấy được cái màn hình khóa của HyperOS trên những dòng thiết bị Xiaomi. Đó thì cái tên của nó là như thế này nè. Sau này nó mới ra cái phiên bản của quốc tế. Thì qua video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn ba cái theme phiên bản của China như thế này, và chúng ta sẽ mang lên được những dòng thiết bị ROM Global luôn nha. Không cần root, không cần phải có MTZ gì cả. Những cái phiên bản theme của phiên bản nội địa này rất là đẹp mắt nha, và nó đi kèm với cái bộ icon rất là đẹp như thế này. Mời các bạn cùng cài đặt với mình nhé. Các bạn có thể xem ở đây, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn ba cái theme này. Nó sẽ có tên là Trung Quốc nha, mình cũng không biết nói nó là tên gì cả, nhưng mà nó cũng khá là đẹp mắt. Và một theme mình đang áp dụng trên cái thiết bị Redmi Note 13 của mình nè. Đây, có cái bộ icon rất là đẹp, và cái thanh control center đây. Rồi, bên này là cái phiên bản theme quốc tế nha, Global, và mình cũng mang được những cái theme này lên trên cái phiên bản quốc tế. Đây, ba theme giống y như là bên cái phiên bản nội địa nha. Thì trên hai máy mình đang áp dụng một theme trong ba theme đó các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây là cái bộ icon của nó rất là đẹp nha. Và trên màn hình khóa của chúng ta, nó sẽ có giao diện như thế này. Chúng ta có thể bấm vào đây để thay đổi cái kiểu của hiển thị và cái chế độ Deep Effect đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào cách để mang những cái theme này lên trên phiên bản Global nhé. Bây giờ trên thiết bị của mình nè, mình đã xóa đi những cái theme đó và vẫn sử dụng cái phiên bản Global nhé. Rồi bây giờ nó chỉ còn hai cái theme mặc định của phiên bản Xiaomi thôi, và nó sẽ không có cái chỗ nhập MTZ nha. Phiên bản chủ đề Global nó không có cái chỗ nhập MTZ. Bây giờ để mà mang ba cái theme đó lên trên thiết bị của các bạn đó, thì đầu tiên các bạn sẽ dùng cái tính năng solo backup nha. Thì cái này mình đã thực hiện rất nhiều những video rồi, mình sẽ không nói lại trong video này. Nếu mà bạn chưa biết cách thực hiện thì có thể xem lại một vài những video bên trong phần mô tả nha. Thì bên trong phần mô tả video mình cũng để cho các bạn một cái file đó. Thì cái file của nó là phiên bản BAK, và nó sẽ chứa ba cái theme backup của phiên bản China đó. Các bạn sẽ đưa cái file này vào cái chỗ mà chúng ta solo backup cái chủ đề đó, rồi chúng ta sẽ vào cái cài đặt để chúng ta backup. Thì lúc này chúng ta chỉ cần khôi phục cái file đó thôi, nặng khoảng 229 MB nha. Sau khi chúng ta khôi phục xong thì các bạn có thể vào cái theme và kiểm tra. Và các bạn lưu ý nha, để có thể là áp dụng những theme này, các bạn sẽ đăng xuất cái tài khoản Xiaomi ra khỏi cái phiên bản chủ đề nha. Thì ở đây nó đã có ba cái theme mà mình đưa cho các bạn nè, ba cái theme mà mình tự backup trên cái phiên bản China để chúng ta có thể đưa qua những dòng thiết bị ROM Global. Đây là một trong ba theme mình áp dụng nè. Rồi, như vậy là mình đã áp dụng được cái theme phiên bản China lên trên cái máy của mình sử dụng cái APK của Global nha. Thì đây các bạn có thể thấy đây những cái chữ Trung Quốc nè, chúng ta có thể chỉnh lại luôn nha. Thì chúng ta sẽ vào cái ứng dụng chủ đề nha. Và trước tiên các bạn vào cái chỗ bánh răng cài đặt, các bạn tắt cái hiển thị quảng cáo này đi nha. Mặc định khi mà chúng ta khôi phục cái BAK đó, nó sẽ bật cái hiển thị quảng cáo này lên. Đôi khi chúng ta sử dụng sẽ gặp những cái quảng cáo khó chịu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tùy chỉnh chủ đề, vào kiểu khóa nè. Nó đang chọn cái kiểu theme mát này, chúng ta bấm vào tùy chỉnh nha. Thì bên trong này toàn là tiếng Trung Quốc không thôi. Nếu mà bạn nào gành tiếng Trung Quốc thì có thể tùy chỉnh sâu hơn nha. Còn riêng mình thì mình sẽ chỉnh cái chỗ này nè. Các bạn chú ý chữ M, chữ D, chữ E gì đây nè. Chúng ta sẽ xóa nó đi như hết nha. Và chúng ta đặt lại cái ngày hôm nay. Ví dụ hôm nay mình làm video là ngày 1 tháng 12 nè, 2023. Rồi bấm OK. Còn những cái tùy chọn này thì các bạn cứ bật đại đi nha. Mình cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà nó sẽ áp dụng vào thêm đó. Vì tiếng Trung Quốc thì mình cũng chịu. Rồi mình sẽ áp dụng ngược lại cái phiên bản của mặc định, xong rồi áp dụng lại thêm mát. Thì bây giờ nè, các bạn thấy là bây giờ nó là ngày 1 tháng 12 2023, nó đã không còn cái chữ Trung Quốc trên cái đồng hồ này nữa. Thì nếu các bạn muốn xóa đi luôn, không cần những cái ngày tháng này, thì cứ để trống nó. Rồi lúc này nó chỉ còn cái đồng hồ thôi, không còn cái thứ ngày tháng gì cả.
Rồi chỗ này thì chúng ta có thể đổi được những cái hình nền nha. Chỗ này thì chúng ta thêm những cái hình nền chiều sâu của chúng ta nè. Cái thêm này á, thì khi mà các bạn nghe nhạc á, nó sẽ có cái Dynamic Island ở bên trong nè. Trên màn khóa cũng có luôn nha. Còn dưới này nó sẽ có một cái khung để các bạn điều khiển âm nhạc nè. Thì ngoài cái thêm mát thì bên trong cái file BAK này còn hai thêm nữa nha, cũng mang cái chủ đề tương tự như những dòng thiết bị iOS và cũng có tùy chỉnh rất là sâu. Thường là những cái phiên bản thêm này sẽ được làm ở phiên bản China trước, sau đó thì những cái nhà phát hành của quốc tế mới lấy về và dịch ra và mới đổi tên khác để cho chúng ta cài trên những phiên bản global. Còn nếu các bạn muốn xài trước á, thì chúng ta sẽ bắt up từ cái máy gom China, chúng ta tạo file BAK và đưa vào những cái máy khác sử dụng như thế này. Thì đây cũng là một thêm trong ba thêm nha. Thì cái biểu tượng này mình thấy nó khá là giống với một vài những cái thêm lúc trước mình chia sẻ cho các bạn nè. Thì nó cũng từ cái phiên bản chủ đề của China mà ra đó. Cái này cũng tùy biến rất là sâu nha, nhưng mà cũng toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Và một trong ba thêm khi mà các bạn áp dụng cho màn hình khóa đó thì nó loại bỏ toàn bộ những cái tiện ích cũng như là đồng hồ, nó chỉ có như vậy nè. Thì đối với những bạn nào mà thích xem những cái hình nền ở trên cái phiên bản mà màn hình khóa đó thì chúng ta cài cái thêm này nha. Đây, một trong ba thêm đó. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.